Hí hửng mua chó ngao Tây Tạng về nuôi, vài tháng sau con sen hú hồn khi biết được sự thật động trời. Câu chuyện hí hữu này thuộc về gia đình ông Tô sống tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trong một chuyến đi du lịch thì ông Tô cùng con gái bắt gặp một chợ cóc địa phương bày bán những chú chó con. Trong số đó thấy một con có ngoại hình khác lạ, được người bán chào mời rằng đây chính là giống chó ngao Tây Tạng quý hiếm, nên ông Tô đã quyết định mua em nó về nuôi. Tưởng đâu bớ được hàng ngon, cho đến vài tháng sau, chú chó ngao Tây Tạng nhà mình đang nuôi có rất nhiều điểm bất thường. Mặc dù chú chó trông lớn hơn rất nhiều, nhưng tai lại có hình tròn, móng vuốt cũng dài hơn so với những chú chó bình thường khác. Và điều đặc biệt là chú chó này có thể đứng bằng cả hai chân sau. Lúc này ông Tô mới hoảng hồn nhận ra chú chó ngao Tây Tạng mà gia đình chăm sóc bấy lâu nay thực ra là một con gấu ngựa. Loài gấu này thậm chí đã được đưa vào sách đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thế giới. Quá bất ngờ trước sự thật này, ông Tô vội vàng gọi điện báo cảnh sát, nhưng ngay lập tức bị người nhà ngăn cản vì lo ngại ông Tô sẽ vướng vào vòng lao lý vì nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Nhất thời bối rối với tình huống này, ông Tô cùng gia đình cuống quýt bàn bạc tìm cách giải quyết. Sau khi tính toán, gia đình quyết định tới sở thú trong khu vực để dò hỏi thủ tục nhận nuôi động vật. Cuối cùng, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã tỉnh Vân Nam đã đến và xác nhận đây đúng là một con gấu ngựa. Việc di chuyển về diễn ra suôn sẻ, con gấu hiện đang sống cuộc sống thoải mái tại khu bảo tồn động vật. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha!